Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2022 và Coleman đang có mặt ngay tại cổng khách sạn Novotel Dondemun ở tại khu tại Dondemun chứ đâu. Và bây giờ thì sáng nay thì mình nói chứ sáng bây giờ cũng 11 giờ rưỡi rồi, ăn trưa kèm ăn sáng luôn, đã 4 ngày như vậy rồi. Hôm nay thì mời bà con quá cùng theo chân Coleman đi khám phá một cái quán ăn mà bữa giờ mình đi ngang ít nhất là 8 lần mà mình chưa có ghé. Tại vì là đi trên cái đường này đi ra cái khu hội chợ triển lãm là đi liên tục mà chưa có ghé. Mà nhìn cái quán để có một cái tô bò nhìn rất là hấp dẫn luôn mà mình thích lắm. Và quyết tâm là hôm nay sáng nay ăn xong rồi để chuẩn bị di chuyển về Daejeon để thăm anh bạn già Hàn Quốc. Nào, mời quý vị các bạn cùng theo chân Coleman đi khám phá thêm một địa chỉ ẩm thực rất gần với khách sạn Novotel nhé. Dạ rồi, đây chính là cái quán 256 Unjiro. Chụp cái lại để nốt lại cho bà con các bác sau này có đi thì cơ. Đây, 256 Unjiro, đây địa chỉ. Rồi, chụp luôn cái quán này luôn. Wow. Rồi, đố bà con các bác biết cái quán này là... Đây là cái món nè. Nói nó đây. Rồi có luôn cơm. Ôi có cơm sườn nướng nè. Sườn ba rọi. Còn cái món này không biết là mì hay là gì ta? Mà sao bò nhiều quá vậy ta? Ủa thịt không hả? Nhiều quá vậy. Rồi có cả món mì nữa. Thôi đi vô để coi như thế nào nha. Ok. Welcome. Yeah. Ngồi đây ha. Bên nào sáng? Five people. Thôi, rồi mình ngồi một mình đi. Dạ ngồi mình quay cho dễ. Rồi bên kia 6 người, ok, bấm 4 người ngồi bên kia nha. Mình ngồi đây một mình nha. Rồi. Đầu tiên là ra ngồi. Ngồi xuống xong rồi phải đổi kiến bà con. Rồi. Đó, giờ đổi mắt kính. Rồi, để coi có cái món gì nè. Oh, wow, nó có nhiều rất nhiều món nha. Ôi, cái này cũng có mì lạnh nè, beef cold noodle nè. Ôi, này có cơm trắng luôn nè. Ủa cái tô bò đó là gì? À cái tô này là tô bò. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Nhưng mà cái này mà ăn một mình thì nó hơi kỳ. Mì bò. Chưa biết bây giờ nó ăn cái nào. Trời ơi. Dạ hôm qua thì đã ăn cái mì lạnh khô. Hôm nay ăn mì lạnh nước. Và cái quán này là có là cái tên là xiao bao. Là bánh bao nhỏ đó, giống như là xiểu long bao á. Cái quán này chắc của người Hoa quá. Mà thấy cái món này chưa phải món chính nha bà con. Vô cái, các bạn ăn ở Hàn Quốc là mình phải tranh thủ mình tìm cái học bàn. Đó. Thử cái nước lạnh, trời ơi lạnh quá, cái tô lạnh ngắt luôn, lạnh ơi là lạnh. À dạ. À chà chà, rồi cái miếng bò ngon quá. Đấy. Super ngon. Vị nó chua chua và ngọt rồi nó có cái kim chi. Mình thử bên góc này coi. Hương vị nó cũng chua chua ngọt luôn, không phải là vị kim chi. Ồ đây là ăn sa tế nha chứ không ăn cái tương đỏ của ấy nha.
rồi, hôm nay ăn hơi nhiều đấy. Hôm nay ăn hơi bị nhiều cho bà con cô bác thân mến. Oh wow, đây là cái món tôi chờ đợi đây. Ôi nhỏ quá. Ôi ôi. Trời, nhìn cái kia ở ngoài kia, nhìn cái tô tưởng nó nhỏ lắm. Ai da, chết nhỏ dưới ghe rồi, nhìn cái tô tưởng nhỏ lắm. Tiêu ngập mặt rồi. À. chết. Ôi. Nhìn ở ngoài tưởng nhỏ xíu à, ai dè đâu. Bự quá là bự luôn. Rồi, trong khi chờ đợi lửa hồng, mình ăn tiếp cái mì xào, mì lạnh nha. Trời ơi, cái miếng bò quá trời bò, bây giờ thử cái mì lạnh nước nha bà con. Dạ, cái sợi này nó hơi khác cái sợi hôm qua, sợi khô hôm qua nó hơi tím tím, đen đen. Bên kia ăn cái gì vậy? Xương xào chua ngọt hả? Thôi. Chính thức bị ghiền mì lạnh rồi. Mì nỉ sợi nó rất là dai. Rất là dai luôn. Phải kiếm cái kéo quá. Bà ta nói ông bà nó con mắt to hơn cái bụng rồi, đúng thiệt. Nhìn cái tô người kia thấy nhỏ quá mà vô mới thấy cái tô nó to dữ vậy trời. Còn bò này ngon quá. Bò này giống như là nó giống như thịt chín đó. Giống như nạm của mình đó. Ngon quá. Mềm, nó thơm lắm. Ở dưới nó có mấy cái lỗ nè. Giống như là giống như cái sửng cách thủy vậy đó. À, giống như hấp cách thủy nha bà con. Thử coi ăn được chưa nha. Chưa, chưa nóng. Nước cũng nóng mới ngon. Huy động lực lượng chạy ra lẹ lên. Bò nhiều quá. Bò biết vậy nãy đừng gọi tô mì lạnh. Tự nhiên rồi gọi thêm tô mì lạnh. Trời. Bà con cô bác thân mến,
Hello. Okay, thank you. Come semita. Rồi, bây giờ qua món, cái này là món chính nè, cái món bò này mới là món chính nha. Món bò hấp, không biết gọi bằng cái tên gì luôn. Quá hấp dẫn. Rồi làm xong rồi, tô mì lạnh coi như ứng hự. lỡ cội quá hớp. À quên, đây mình đã xin thêm một chén nước tương. Rồi, mình bỏ ít sa tế vô để lát mình chấm cho nó ngon. Cái lẩu, cái nồi này nó hơi to, nó hơi chiếm chỗ một chút xíu. Rồi, mời bà con các bác xơi. Yeah yeah yeah, rồi khỏi bốc nguyên ngút rồi. Ui ui đây, chấm một miếng. Trời ơi, cái bàn này đi có hai anh em mà hết quốc hết cái này chắc. Ngon quá. Rất thơm, rất béo. Nó có một cái độ béo béo. Có hẹ này với cái kim chi, cái tương đã đỏ nữa, hơi ngọt ngọt à. Ăn rất thích nha. Tán nó ra chút. Đó, nhìn hấp dẫn ha. Rồi, gấp dùm tiếp ở cái khúc giữa này có bộ ngon ạ. Quá xuất sắc. Một cái nồi vậy là 25.000 won. Dạ, tính ra là khoảng chưa tới 500.000, 450.000. Mà quá trời thịt luôn. Cái này dám nhậu hơn 6 người. Ít nhất là phải 6 người. Ngồi ăn, 4 người ăn mới hết. Đang chia hai bàn bên kia 4 người. Hết chưa? Rồi, sao 4 người ăn dữ vậy? À, đem hông mì hả? Rồi, mình bị quất cái tô mì vô quá mà. Rồi. Đó, giờ nó hơi nóng rồi. Cái miếng bò nó nóng nóng ngon lắm. Củ cải trắng. Củ cải trắng. Ăn cho đỡ. Nãy giờ mình ăn, để mình ăn mấy miếng, người ta 5 miếng, 6 miếng. Mà cái nồi này nó vẫn còn nguyên. Trời ơi. Bảy miếng. Nó thèm gì ăn đó, đi qua đi lại đây phải nói 8 lần có. Nhìn cái này đi hoài. Bữa nay mới tới ăn. Tưởng nó nhỏ lắm, ai về nó bự, to đùng. Chết luôn. Ngon thì ngon thiệt đó, mình nhiều quá. Cái này phải đi 4 người nha bà con, nếu bà con đi mà 2 người. 2 người là chắc mình nghĩ không đủ rồi. Ồ, cái này mình ăn chế theo cái kiểu này nè. Để vô mình cuốn lại. Đó, giờ phải ăn cho sáng tạo chút xíu.
uống được. Miếng thứ 8 chắc là dừng lại miếng thứ 8 rồi, vô nó đẹp. Chuyển phỏm, chuyển nè. Bưng nguyên này qua luôn. Nóng không? Ôi này nóng quá. Dạ xin chào tạm biệt quý khán giả. Ở đây là quán Xiao Bao, rất gần cái khách sạn Novotel Dondemun Ambassador. Quá hấp, thôi ráng làm miếng nữa đi, để có lỗi với chủ quán. Chắc nhờ cổ bưng qua giùm á mày đi. Hãy bưng nguyên cái nồi qua luôn đi, bưng nguyên cái lọ. Ngon quá mà nhiều quá, lại lỡ dạy quốc tôi bị lạnh uổng quá. Bố Biểm đi Hàn Quốc 2022 gấp quá hả?